Xin chào tất cả các bác. Hiện tại em đang ở một quán pub, quán bar nhỏ ở trong ngõ Đặng Thái Mai. Đó là quán Bambo. Hiện tại thì bên em đang đến đây và thi công một quán pub bar sử dụng đồng bộ 4 acoustic. Mấy em này rất là manh động này. Và ở đây thì toàn hiện tại hệ thống ở đây đang sử dụng một hệ thống loa từ rất lâu rồi và đã cũ, thì ngày nay mong muốn sử dụng nâng cấp một dàn âm thanh đẳng cấp hơn. Và hiện tại thì ngày hôm nay thì chủ đầu tư đang đầu tư một bộ 4 acoustic bass 40 và sub má SC. SC thì bên em đã có lên sóng các bác từ cách đây khá lâu rồi. Đây là một mã sản phẩm nhập khẩu từ Đức và chuyên đánh cho các bar và vũ trường. Đó, nếu mà đánh nhạc thì phải dùng SC. Đây, hiện tại thì bên em đang thi công gần xong rồi đây. Đây, hiện tại thì ở đây đang sử dụng hệ thống cũ và đang nâng cấp toàn bộ hệ thống 4 acoustic. Ở đây thì bên em đang sử dụng đó là SC15. Đây là series SC, là một series chuyên để đánh nhạc các bác nhé. Series SC là chuyên để đánh nhạc. Còn những dòng series GQK G12 chẳng hạn là vừa đánh nhạc được nhưng vừa có thể karaoke được. Nhưng riêng với dòng SC này là chuyên giải bass rất là sâu, chuyên để đánh nhạc. Đó, ở đây hiện tại em đang sử dụng đó là hai chiếc bass 40. Đó là SC15 nhập khẩu từ Đức và hai súp đơn 50 118Q. Toàn bộ hàng là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Và hiện tại thương hiệu 4 Acoustic cũng là một thương hiệu mà bên em đang nhập khẩu và phân phối trực tiếp dòng 4 Acoustic tại thị trường Việt Nam. Và ngày hôm nay thì bên em đang đánh một hệ thống 3 ở đây sẽ diễn ra vào xuyên suốt chương trình này. Hệ thống này thì sẽ có DJ đánh và chơi ở đây. Và khu vực này đa phần là dành cho các bạn Tây chơi. Và sau cái chương trình khai trương Pioneer thời gian vừa qua thì cũng đã có rất nhiều các khách hàng là người ngoại quốc đã đến trải nghiệm hệ thống Lexo và 4 Acoustic, thì họ đánh giá rất là cao. Và toàn bộ hệ thống này thì chính các bạn đấy là người lựa chọn và chỉ định là phải lắp một Lexo hay là 4 Acoustic. Lexo thì cái chi phí nó khá là cao nên là các bạn không thể đầu tư được, nhưng mà chính vì thế các bạn chọn là 4 Acoustic. Và ngày hôm nay thì bên em thi công hệ thống này xong, ngày hôm nay sẽ căn chỉnh và ghép nối với bàn DJ. Và ở đây sẽ là quán bar bia, quán bar kiểu như là bar mini dành cho các bạn Tây sẽ chơi ở đây. Đó, một không gian rất là hay. Và ở đây sẽ bán vé, tí nữa em sẽ có thể hỏi vé và các bác có thể đến đây chơi vào những buổi tối. Ở đây thì bên em đang sử dụng cục đẩy 4 Acoustic của ST440. Với cục đẩy là cục đẩy 4 kênh và mỗi kênh là 1.500W một kênh. Và với con đẩy này thì sử dụng được cho toàn bộ hệ thống này luôn. Hai kênh đánh súp và hai kênh đánh loa. Đó, rất khỏe. 4 Acoustic. Đây. Con này chính là hệ thống mà em đánh ở trong vũ trường ở Thái Nguyên. Mỗi kênh này sẽ đánh con súp. Rất khỏe luôn. Và một kênh 40 dư sức. Đó, 1.500W một kênh. Và toàn bộ hàng này cũng là hàng nhập khẩu từ Đức hết. Cốt số Manali, quản lý nguồn Kureri X108 em đã review đến các bác. Đây, chúc mừng các bác, đây đó là 4 Acoustic mã SC15. Made in Jeff Mangni. Toàn bộ thương hiệu này thì bên em đang phân phối trực tiếp, nhập khẩu trực tiếp và sản xuất tại Đức. Toàn bộ thương hiệu này sản xuất tại Đức. Ở đây chúng ta đang có hai con súp 50 nằm hai bên. Quán rất phê. Đây. Trước bàn bác kia đó là Mr. Nam. Bộ hệ thống tủ máy em chuyển vào trong. Nơi đây chính là nơi mà cộng đồng yêu âm thanh hay là những người vui chơi cuối tuần của cộng đồng quốc tế sẽ tụ tập ở đây. Đó, vào thường cuối tuần sẽ mọi người sẽ đến đây chơi. Đó, cái phí vào ở trong quán bar này đã là 100.000 một vé. Và nhưng mà cái chương trình chơi ở đây thì nó khác với người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thường chơi buổi tối, nhưng ở đây thì họ chơi vào ban ngày. Thường là vào 6 giờ sáng. 6 giờ sáng chơi đến 6 giờ tối luôn. Đó. Nên là họ cách chơi của họ là chơi hết mình.
chứ không như người Việt Nam chúng ta là chơi phải có thời gian chơi. Họ chơi là họ chơi suốt ngày luôn, xuyên ngày luôn, đam mê luôn. Đấy, đã gọi là chơi thì ra chơi và làm là ra làm. Họ làm việc ác hơn mình nhiều, nhưng mà họ chơi thì họ chơi cũng rất ác, chơi từ sáng đến tối luôn. Bây giờ đến phần kết nối hệ thống bàn DJ. Ở đây hệ thống bàn DJ chúng ta sử dụng bàn Lexus 2000. Này nó mới chất cũng kiểu ngầu luôn. Đây là bàn DJ mà xuất sắc nhất, đắt tiền nhất và cao cấp nhất của Pioneer Lexus 2000. Bộ bàn DJ này hơn 150 triệu. Bàn DJ này bên em cũng sử dụng cho hệ thống vũ trường ở trên quán H83. Vài hôm nữa thì em sẽ review chi tiết đến các bác con súp for acoustic này. Đây là một dòng sàn súp mà nhập khẩu từ châu Âu, rất là phê. Đây là các hệ thống chân để có thể là lăn toàn bộ hệ thống. Đấy, mới đánh lên mà hàng xóm thì đã kêu rồi. Xét quá nhanh. Tại vì hiện tại bây giờ bên em đang test vào buổi trưa nên xung quanh đây hàng xóm khá nhiều, nên là anh chủ đang yêu cầu cho nhỏ thôi. Okay, đây là toàn bộ khung cảnh. Buổi trưa lên bên em không thể test mạnh được. Em sẽ hẹn các bác vào một clip ngày mai đi. Ngày mai bên em sẽ quay trong chương trình chơi thực tế để các bác sẽ cảm nhận được âm thanh rõ ràng hơn. Bác Vũ được thành lập tính đến ngày mai là 2 năm. Ngày mai chúng tôi có tổ chức sinh nhật cho Bamboo 2 năm tuổi. Chỗ này sinh ra là để phục vụ cho những người yêu âm nhạc và đến đây để thưởng thức âm nhạc là chính, và giao lưu và nhạc điện tử. Trước kia thì chúng tôi hoạt động vào ban đêm, và bây giờ chúng tôi chuyển sang làm việc vào ban ngày từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, tùy từng đơn vị sự kiện book. Follow trên Bamboo Wetlake page. Đó là trang, fanpage. Nó là một cái trang của cái quán này luôn. Đúng rồi. Thì tất cả các thông tin, các sự kiện của các bạn người nước ngoài đến đây book thì là nó sẽ hiện hết lên trên đó, thì các bạn có thể theo dõi trên cái page của Bamboo Wetlake. Là rất dễ, ngõ một quảng bá. Ok. Rất dễ. Tức là ngày mai chúng tôi có tổ chức từ 6 giờ sáng một cái cuộc after party của một cái tiệm. Thì sau đó thì mọi người sẽ di rời về đây và chúng tôi tổ chức sinh nhật vào lúc 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Và trong tất cả chúng tôi đều có hoạt động về nhạc và ăn và uống. Vé vào cổng thì sẽ là 100k và bao gồm một đồ uống. Thì một phần cũng là để chi trả cho các anh em nghệ sĩ đến tham dự cuộc sinh nhật của Bamboo và các bạn nhân viên phục vụ. Ok, 100.000 là quá hợp lý và quá rẻ đúng không ạ? Không gian nghệ thuật để triển lãm tranh, rồi là bởi vì tôi cũng là họa sĩ và cũng là một nghệ sĩ, và giao lưu ở chỗ này là chúng tôi thi thoảng tổ chức những chương trình workshop, ví dụ như là vẽ tranh, dạy vẽ tranh, rồi là dạy làm đồ da, rất nhiều các workshop đã hoạt động ở đây.